Dùng thuốc ibuprofen với các loại thuốc cao huyết áp thông thường có thể làm tổn thương thận. Theo một nghiên cứu mới, dùng ibuprofen với một số loại thuốc cao huyết áp thông thường có thể dẫn đến tổn thương thận vĩnh viễn. Thuốc lợi tiểu và thuốc ức chế hệ thống renin angiotensin RAS được kê đơn rộng rãi cùng nhau để điều trị huyết áp cao còn được gọi là tăng huyết áp Thông qua một cuộc thử nghiệm thuốc mô phỏng trên máy tính, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng việc dùng những loại thuốc này cùng với ibuprofen sẽ làm tăng 31% nguy cơ tổn thương hoặc là suy thận đột ngột. Ibuprofen thường được sử dụng để điều trị đau, sốt và viêm và được bán dưới các thương hiệu như là Advil và Motrin. Các chất ức chế RAS nhằm vào hệ thống hormone điều chỉnh những thứ như là huyết áp, cân bằng chất lỏng và điện giải. Anita Layton là giáo sư toán học ứng dụng tại Đại học Waterloo ở tỉnh Ontario và là đồng tác giả của nghiên cứu này cho biết, không phải tất cả những ai tình cờ dùng sự kết hợp của loại thuốc này đều sẽ gặp vấn đề, nghiên cứu cho thấy đây là một vấn đề đủ mà bạn nên thận trọng. Bà Layton nói, thuốc lợi tiểu là một nhóm thuốc làm cho cơ thể giữ ít nước hơn. Mất nước là một yếu tố chính gây ra chấn thương thận cấp tính và sau đó chất ức chế RAS và ibuprofen sẽ tấn công thận với bộ ba này. Nếu bạn sử dụng các loại thuốc tăng huyết áp này và cần thuốc giảm đau, hãy xem xét acetaminophen để thay thế. Acetaminophen còn được gọi là paracetamol và được bán dưới tên thương hiệu như là Tylenol. Nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí Toán học Mathematical Biosciences.